Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiền Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. What's up em? Mình Hiền. Ok, các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh một bài mà dạo này có rất nhiều bạn bảo tớ là bài đấy, bởi vì là thường là tớ hay để ý trong mấy cái video của tớ ấy, các thứ ấy, thì tớ thấy có nhiều bạn bảo tớ là bài này, đấy là bài Symbol Love. Nói chung là bài rất là dễ, nó chỉ có bài 4 hợp âm thôi mà hợp âm nó nghe rất là vui. Nói chung đây là bài rất là dễ mà nghe nó cũng được, rất là thú vị. Thì bài này nó như thế nào thì bây giờ tớ vào xem luôn. Ở bài này thì thực ra là nó sẽ có hai bản. Bản đầu tiên là bản mà tớ nghe mà có hình cái con bé trong Spirited Away ấy, cái bản đấy thì là combo 4. Đấy, chúng ta sẽ chơi trên tông trên thế tay la thứ và chơi combo 4. Còn ở bản remix, các bạn có cái ông đứng ngồi tay toàn mới biết gì rồi ten cái thứ thì sẽ chúng ta sẽ chơi capo 5. Thì thực ra là không cần capo cũng được, nhưng mà có capo vào đánh thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ thú vị hơn. Thì tớ sẽ nói cho anh em cả hai cái kiểu có những hợp gì luôn đó, đại khái như vậy. Giờ chúng ta vào xem hợp gì nhá. Ok, hợp âm của bài này trước tiên tớ sẽ hướng dẫn anh em ở trên capo 5 trước để cho giống với cái bản remix ở trên YouTube. Thì về cơ bản hợp âm của chúng ta rất là dễ. Đầu tiên chúng ta sẽ có hợp âm re thứ 9, thì chúng ta chỉ cần bấm ngón giữa vào đây thôi. Này anh em nhìn này, chúng ta bấm ngón giữa vào đây. Đấy, ok chưa? Dây ba khoang 2. Ngón trỏ chúng ta sẽ bấm vào dây 2 khoang 1. Thế thôi, chúng ta sẽ chơi dây 4 đi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm là Mi 7. Đấy, Mi 7 bản chất các bạn chỉ bấm thế này thôi. Chúng ta cho ngón trỏ vào đây, ngón giữa vào đây. Đấy, đánh từ dây 6 chơi đi. Còn nếu mà để muốn nó giống bài này hơn một tí thì chúng ta sẽ cho thêm ngón út vào vị trí dây 3 khoang 2, à dây 2 khoang 3 nhỉ. Đánh từ dây 6 chơi đi. Sau đó thì chúng ta sẽ có hợp âm La thứ 7. Chúng ta cho một ngón trỏ vào đây và ngón giữa vào đây, đánh từ dây 5 trở đi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm Đô 9. Đấy, Đô 9 cho chúng ta thì chúng ta cho ngón út vào đây, ngón áp út vào đây, ngón trỏ vào đây, ngón giữa vào đây, đánh từ dây 5 trở đi. Đó, về cơ bản chúng ta chỉ có 4 hợp âm như thế thôi. Còn nếu như anh em không muốn dùng capo ấy, thì mặc dù trong bài này dùng capo đánh nó sẽ nhẹ tay hơn và nó đánh nhiều kiểu hay hơn. Còn không dùng capo thì chúng ta có thể chơi những hợp như sau. Chúng ta sẽ có hợp âm đấy là đầu tiên là son thứ. Đấy, anh em nếu chơi này sẽ phải chơi hơi vất vả hơn một tí. Son thứ của chúng ta đấy là anh em đánh ngón trỏ, ngón út này, chúng ta bấm vào dây 4 hoặc 5. Ngón áp út chúng ta bấm vào dây 4 hoặc 5, à dây 5 khoang 5 chứ. Rồi, sau đó chúng ta chặn toàn bộ ngón trỏ lên toàn bộ khoang 3 nha. Đánh từ dây 6 trở đi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm La 7. La 7 thì anh em chỉ cần cho ngón giữa vào đây, à ngón áp út vào đây, ngón giữa vào đây. Đấy, chúng ta đánh từ dây 5 trở đi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm Re thứ 7. Đấy, chúng ta sẽ chặn ngón tay vào dây 1 và dây 2 trên khoang 1 như này, và chúng ta cho ngón giữa lên dây 3 khoang 2, đánh từ dây 4 đi. Và cuối cùng chúng ta sẽ có hợp âm đấy là Fa 9. Fa 9 thì chúng ta sẽ đi tay hơi sâu một chút. Chúng ta sẽ đưa tay xuống tít vị trí này. Đấy, nó giống như hợp âm lúc nãy thôi nhưng mà không có capo. Tức là chúng ta sẽ cho ngón út vào vị trí dây 2 khoang 8, ngón áp út vào vị trí dây 3 khoang 8, ngón trỏ vào vị trí dây 4 khoang 7, ngón giữa vào vị trí dây 5 khoang 8. Và chúng ta chỉ chơi 4 giây ở giữa thôi. Đấy, đúng 4 giây ở giữa thôi. Không được chơi dây 1, không được chơi dây 6. Đó, ok chưa? Thì ở trong bài này ta sẽ chỉ hướng dẫn anh em đánh bằng hợp âm trên capo 5 thôi. Bởi vì đánh nó cũng hay hơn, nó cũng thú vị hơn, nó cũng đỡ mỏi tay hơn các kiểu. Đấy, ok chưa? Giờ ra vào xem bài đánh nhiều nhá. Ok, về các bạn thì bài này nó chỉ có mấy hợp âm đấy thôi. Thì bây giờ chúng ta vào xem bài đánh như thế nào. Thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cả kiểu đơn giản và cả kiểu đánh nó sấp sình, nó vui vẻ hơn. Đó, đấy, hay vậy. Bây giờ chúng ta vào xem bài này đánh nhau nhá. Ok, về cơ bản bài này thì chúng ta chỉ chơi một vòng hợp âm lặp đi lặp lại thôi. Đó là chúng ta sẽ chơi Re thứ 9, xong rồi Mi 7, rồi là thứ 7, xong rồi đến Đô 9, rồi là Re, rồi lại Mi, rồi lại La thứ, xong rồi lại Đô 9. Đấy, chúng ta chỉ có 4 hợp âm đấy lặp đi lặp lại thôi, chứ nó bài này nó không phải là đoạn này khác, đoạn kia khác. Đại khái như vậy. Thì ở trong này tớ sẽ hướng dẫn anh em cái tiết tấu để chúng ta có thể chơi được bài này. Về mức độ đơn giản để chơi đơn giản nhất có thể, tớ sẽ hướng dẫn anh em kiểu đơn giản trước xong kiểu hay sau. Kiểu đơn giản nhất có thể để chơi được bài này khi giả, đấy là chúng ta sẽ chơi cái điệu sấp nhanh.
Tức là nó sẽ nghe như thế này: symbol love, symbol love, symbol love, na 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 na, symbol love, symbol love, symbol love, teo 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 teo. Đấy, đấy là kiểu đơn giản nhất có thể để chơi được cái bài này. Thì anh em sẽ chơi như thế này. Chúng ta chơi re 9, re thứ 9 này. Anh em đặt tay và mình sẽ đánh là bát 3 2 3 1 3 2 3. Tức là ngón cái của mình sẽ đánh vào dây 4. Và mình sẽ đánh 3 2 3 1 3 2 3. Đấy, bát 3 2 3 1 3 2 3. Chỉ thế thôi, anh em đánh thật là đều vào. Bát 3 2 3 1 3 2 3. Đó, anh em chỉ cần đánh đều tay như thế là được rồi. Sau đó chúng ta sang hầm mi 7 thì chúng ta sẽ đánh là bát 4 3 4 2 4 3 4. Đấy, tức là anh em thay vì đặt dây ở 3 ngón dưới, bây giờ chúng ta đặt dây 3 ngón trên. Chúng ta đánh tiếp tàu bát 4 3 4 2 4 3 4. Sau đó chúng ta sang la thứ 7, chúng ta cũng đánh như thế, chỉ là bát khác thôi. Bát 4 3 4 2 4 3 4. Sang đô 9 cũng vậy, bát 4 3 4 2 4 3 4. Anh em cứ đánh đều tay như thế là nó đã ra nhạc rồi. Ở đoạn quạt, nếu anh em muốn quạt hay hơn một chút, nó không quá cơ bản, thì chúng ta có thể quạt nghe thế này. Quạt nghe như thế. Ở cái tiết tấu này thì anh em chỉ cần chơi đều tay thôi, nó sẽ nghe lại nha. Đó, xuống xuống lên. Đó, anh em sẽ phải biết một cái kỹ thuật nó trông nhỉ. Đó là chúng ta đập tay vào dây trên như này, ngón tay đập vào dây trên. Trong lúc đập thì ngón trỏ chúng ta vẩy xuống cùng một lúc, đập gầy, đập vẩy, đập vẩy, nhưng cùng một lúc nó sẽ nghe nhỉ. Đó, anh em vẫn thấy tiếng đàn, vẫn thấy tiếng đập. Bình thường chúng ta sẽ chỉ có đập hoặc là gầy, cho kết hợp cả hai cùng lúc. Đấy, ok chưa? Thì tiết tấu lại của chúng ta này: xuống xuống lên, lên xuống lên. Ok chưa? Xuống xuống lên, lên xuống lên. Xuống xuống lên, lên xuống lên. Đó, xuống xuống lên, lên xuống lên. Cho một hợp âm. Đó. Còn nếu như anh em cái tiết tấu này anh em thấy khó đánh quá thì chúng ta có thể đánh kiểu như này. Đó, thay vì chúng ta chơi cái kỹ thuật này thì chúng ta có thể chặt. Ok chưa? Chặt. Đấy. Chặt chính là cái động tác mà như rồi. Chặt là cái động tác mà chúng ta vừa đánh xuống, chúng ta vừa cho mu bàn tay chạm vào đàn cùng lúc. Đấy. Ok chưa? Nó không phải là đập vào như này đâu nhá, mà nó là đấy, đơn giản như thế thôi. Chúng ta đánh mạnh hơn một tí, nó sẽ ra cái tiếng đấy. Simple love, simple love, simple love, na 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 na, ti ri ti, ti ri ti, ti ri ti, ti ri ti ri ti, ti ri ti. Đó, chúng ta sẽ chơi như thế nghe nó ngầu hơn. Có một kiểu nhanh hơn là kiểu như này: simple love. Kiểu này thì mình khó hướng dẫn hơn nên mình chỉ đánh mẫu để cho các bạn kiểu nếu mà muốn tìm một điệu khó hơn thì sẽ nghe như thế nào thôi. Những cái như thế này thì khi hướng dẫn các bạn sẽ rất là khó, bởi vì chúng ta phải đập nhịp rất là nhiều. Chúng ta phải quen nhịp mới có thể chơi kiểu này được, nếu không hát sẽ rất là lộn xộn. Đó, đại khái như vậy. Thì cái tiết tấu của chúng ta sẽ như này: bát 3 2 1 đập nghỉ, bát 3 2 1 đập nghỉ, bát 3 2 1 đập nghỉ, bát 3 2 1 đập nghỉ.
Đó, chúng ta sẽ nghe đại khái như vậy. Anh em đếm nhỉ cho tớ này. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, anh em đập chỗ này. 1 2 3 4 5. 5 là chúng ta sẽ đập ngón cái vào dây như này. Ok chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 7 8 chúng ta không đánh gì hết. Và sau đó chúng ta chuyển. Đối với re 9, re thứ 9 thì anh em đánh là bát 3 2 1 đập. Đối với mi 7 thì anh em đánh là bát 4 3 2 đập. Đấy anh em nhớ chưa? Bát 4 3 2 đập. La thứ 7 chúng ta đánh bát và bát 4 3 2 đập. Đô 9 chúng ta cũng bát 4 3 2 đập. Tức là tất cả ba hợp âm thì đều là bát 4 3 2. Nhưng mà riêng re thứ 9 thì chúng ta sẽ đánh là bát 3 2 1. Đấy, ok chưa? Đơn giản như vậy thôi. Anh em muốn nó thêm tiết tấu vào thì có thể chơi nhỉ. Bát 3 2 1 đập nghỉ. Bát 4 3 2 đập 3 4 2. Đấy, ok chưa? Đối với mi và đô 9 chúng ta có thể đánh là bát 4 3 2 đập 3 4 2. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đơn giản thế thôi. Tôi sẽ đánh lại cho anh em kiểu đấy này. 1 2 3 4 đập. À nhầm. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 hết con mẹ cả hơi. Đó, đấy là đoạn giải, chúng ta có thể chơi thế. Simple love. Simple love. Simple love. Đó, ok chưa? Đoạn dài thì anh em có thể đánh như vậy được. Còn đoạn quạt, tớ muốn hướng dẫn cho anh một cái kiểu quạt nó nghe như thế này. Nếu anh em đánh được thì kiểu này nghe nó vui cực. Simple love, simple love. Nếu đánh như vậy thì nó sẽ rất là cục xúc, nó sẽ kiểu giống cái bản remix hơn, nó sẽ vui hơn. Thì tức là chúng ta sẽ chơi như thế này. Khó nhiều đấy. Nó sẽ như này. Cái tiết tấu này của tớ nó sẽ bao trùm cho một cặp hợp âm. Re 9, re thứ 9 và mi thứ 7 là một cặp. La thứ 7 và đô 9 là một cặp. Chúng ta có hai cặp như thế. Tớ đứng lại nghe nhỉ. Đấy. Ok chưa? Nó sẽ nghe đầy đủ là như thế. Chúng ta nghe như thế đấy. Đầu tiên ở re thứ 9 thì tớ sẽ đánh như này. Đó. Đó. Tiếp tục của tớ như thế. Chúng ta khi mà tớ chơi cái đấy thì trước tiên là tớ sẽ làm một cái động tác gọi là palm. Đấy là tớ sẽ đập vào đây. Đập vào phần trên của đàn. Lấy đúng cái phần này. Nếu anh em nhìn vào đây này. Đấy, anh em sẽ thấy cái trên bàn tay chúng ta có cái đoạn lồi ra này. Đấy, anh em đập đúng cái đoạn đấy. Đúng cái đoạn đấy, phần trên của tay, phần trên của tay. Đây này. Đấy. Chúng ta đập cộp một cái vào đây, cộp một cái vào đây. Đấy. Ok chưa? Chứ tiếp theo em đập như này. Đang để tay nhỉ, để tay như kiểu nào nó nắm đấm này. Nhấc tay ra, gõ vào, ra tiếng cộc cộc. Đấy. Trong lúc anh em đập thế này thì anh em thò ngón tay ra cho sẽ quạt. Ngón đấy chúng ta sẽ quạt vào 4 dây dưới. Đó, ok chưa? Đồng thời với nhau nó sẽ nghe nhỉ. Đó. Đó. Ok chưa? Đập này, sau đó vẩy ngón này ra, vẩy ngón này ra để có cái tiếng này. Đừng vẩy hẳn xuống nhẹ nhá. Chúng ta chỉ vẩy nhẹ nhẹ thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, chúng ta chỉ vẩy thế này thôi. Vẩy. Đấy, ok chưa? Simple love. Đấy, simple love. Chữ love bắt đầu đánh nha, chữ love bắt đầu đánh nha. Simple love. Simple love. Đấy. Simple love. Ok chưa? Tiết tấu tiếp theo của tớ này, sau khi tớ đập này. Xuống lên chặt. Đấy, ok chưa? Xuống lên chặt. Cái chặt nó là động tác mà nó giống như trong điệu disco ấy. Đó. Động tác chặt đấy là cái động tác mà bạn đánh xuống. Nhưng mà cái mu bàn tay này của bạn cũng đi theo luôn. Bạn dùng cả cái mu bàn tay, cái chỗ này, cái chỗ bên trên này hoặc là cái chỗ dưới này, tùy. Chúng ta
đưa qua dây này, ngón móng tay chạm vào dây, phần mu bàn tay chạm vào dây và cùng di chuyển, nó sẽ tạo ra cái tiếng đấy. Đấy, anh em đánh cái tiếng đấy nhưng mà chúng ta đưa tay nhanh hơn thì nó sẽ ra tiếng này. Đó, thấy không? Nó khác với động tác này nhá. Anh em nghe tiếng này, đây là đập này, đây là chặt này, tiếng khác hẳn nhau nhé. Nếu các bạn mà đập mu bàn tay vào dây như này là sai hoàn toàn luôn. Động tác chặt của tớ chỉ là đưa từ trên xuống dưới đánh như bình thường như thế này, nhưng mà tớ đưa thêm cả mu bàn tay vào đấy, cùng lướt qua dây như này đấy, thì nó sẽ tạo ra cái tiếng đấy. Ok chưa? Nếu bạn nào đi đánh điệu disco rồi là các bạn sẽ biết cái kỹ thuật đấy rồi đấy. Đấy, ok chưa? Xuống nghỉ xuống lên, chặt lên xuống lên. Đấy, anh em tập cái này cho rê thứ, cho rê thứ 9 nữa này. Xuống xuống lên, chặt lên xuống lên. Xuống xuống lên, chặt lên xuống lên. Đó, anh em tập liên tục như thế nhá. Xuống xuống lên, chặt lên xuống lên, chặt phát lên luôn nhá. Xuống xuống lên, chặt lên xuống lên. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ sang hầm mi 7, nó sẽ khó hơn này. Xuống, chúng ta sẽ đánh xuống một cái đã. Đấy, sang mi thứ 7 chúng ta đánh xuống một cái. Sau đó anh em đánh nhá. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy, chúng ta sẽ đập theo cái kiểu 1 2 3 nghỉ xuống 4. 1 đánh 1 đập này, 2 đập này, 3 nghỉ này, 4 đập này. Đấy, ok chưa? Đó, anh em nghe cái tiếng nó khác kiểu, nó không đều như này đúng không? Mà nó đấy, nó có ngắt một cái như thế. Anh em phải tập nhiều chúng ta sẽ quen cái nhịp đấy. Đấy, ok chưa? Xuống đập đập đánh. Đấy. Xuống đập đập chặt. Các bạn sẽ có hai lựa chọn. Sau khi mà các bạn xuống bụp 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 thì các bạn có thể, các bạn có thể gõ vào. Đấy. Cái kiểu tap này thì các bạn sẽ có thể tap vào cái vị trí mà nó harmonic ở trên đàn của chúng ta. Hoặc là các bạn chỉ là đập tay lên chỗ cần đàn này để cho nó mất tiếng. Ok chưa? Chọn một trong hai. Đấy, hoặc là thế nào cũng được. Ok chưa? Đấy. Tiết tấu của cái đoạn mi thứ này, sau khi chúng ta đánh xuống bụp bụp đập, thế các bạn vẩy cái ngón trỏ này lên, lên xuống lên. Đấy, ok chưa? Lên xuống lên. Đấy, tôi đánh lại này. Đấy. Xuống đập đập bụp lên xuống lên. Ok chưa? Tiết tấu này khá là khó, nó không dành cho các bạn mới tập đâu nha. Rồi, tôi sẽ đánh lại cả cặp này. Trong khi tớ lên xuống thì tớ đập đập thêm một lần tay vào đây nữa. Lên. Đấy. Tớ lại chơi cái trò này, sau đó tớ lên. Đấy, lại này. Đấy. Đấy là toàn bộ tiết tấu dành cho mỗi một cặp. Rê thứ sang mi thứ chúng ta đánh sang mi mi 7 chúng ta đánh như vậy. La thứ hoặc la thứ 7 chúng ta đánh với đô 9 như vậy. Tớ sẽ đánh lại cổ đoạn, nó nghe như này. Đó, ok chưa? Nên nói chung là cái này nghe nó sẽ hay rất là nhiều nếu anh em đánh được cái đấy. Đó, ok chưa? Nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Còn bài này thì đoạn intro. Đoạn intro thì anh em chỉ cần đánh lại cái Symbol Love, Symbol Love, Symbol Love. Symbol Love, Symbol Love. Tại vì bạn người ta hát thế luôn mà. Đấy, xong rồi là anh em cứ thế mà đánh thôi. Bây giờ chúng ta vào đoạn demo nhá. Ok, với các bạn chỉ thế thôi thì demo thì tôi sẽ ghép nhạc vào và đánh cho anh em. Thì bài này tôi chỉ cần chơi một đoạn thôi, bởi vì là cả bài nó giống nhau, nó không khác biệt gì cả. Chỉ là tôi muốn để anh em xem là đoạn nào đánh cái gì, đoạn kia đánh cái gì thôi. Đó, đại khái như vậy. Ok, giờ thì vào xem bài này có gì nhá. Symbol Love, yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bài nó chỉ thế thôi, thì nếu anh em muốn yêu cầu tớ làm bài gì thì em cứ comment thẳng ở dưới luôn mấy cái bài hướng dẫn của tớ đây. Thì tớ sẽ để ý xem bài nào mà anh em đang cần làm nhiều nhất các thứ thì tớ sẽ làm bài đấy. Đấy, là giải thế thôi. Ok, hẹn em video khác nhá.